Chào bà con. Thì hôm nay một số bà con nhà vườn hỏi rất là nhiều cái vấn đề là cái thời điểm chúng ta bón cái cali trắng nè, thời điểm chúng ta bón lăng phốt và thời điểm chúng ta tưới cái lăng hai chiều để mà cho nó kích kháng cây, để khi mà trong cái quá trình chúng ta tạo mầm cái mùa sớm vụ này nè, để trước khi chúng ta đem mủ á, đừng cho nó bị sót rễ nhiều để mà nó gây tình trạng cháy lá. Tại một số bà con làm vụ đầu á thì cũng không có biết thời điểm nào rải, cái lượng thế nào và lựa chọn những cái dòng nào cho nó hợp lý, nó không có gây cháy lá như là những dòng cali trắng hoặc những dòng lăng phốt đó. Thì bà con mới làm một hai vụ đầu thì cũng hơi sợ đó là vấn đề là đặc biệt là cali trắng nó sẽ gây cháy lá nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái vấn đề này. Thì đầu tiên á thì chúng ta sẽ nói về cái lăng phốt trước. Với cái lăng phốt này á thì một số nhà vườn nói với ngàn lá chúng ta đã đủ lá rồi. Và cái cây lá để mà chúng ta bón được á, chúng ta canh nó là lá, một đa số lá thì trong vườn á, thì cái lá lụa thì bắt đầu lá búp đó bà con, thì nó sẽ bắt đầu nở hết rồi, nó còn một hai lá thôi. Thì lúc đó thì chúng ta bón cái lăng phốt này á, thì nó cũng là hợp, nó sẽ hợp lý hơn ha. Chúng ta có thể bón như vậy tại vì lăng phốt chúng ta nó ăn rất là mau. Còn một số nhà vườn nếu mà đủ lá hơn nữa, có thể chúng ta số vườn mình thấy á, là có thể là vừa cái đọt vừa bọc mới búp cho bà con, nếu mà đủ lá. Rồi một số nhà vườn hiện tại mà sợ làm cái cây từ sớm này á, mình sợ trễ thì mình thấy một số nhà vườn cũng sẽ bón luôn để nó cháy luôn ha, rồi chúng ta kết hợp chúng ta làm mầm chúng ta ém nọt luôn cũng được các bà con. Thì cái lăng phốt 500 này á thì chúng ta bón thì nó là mau tan, ưu điểm của nó là mau tan. Thì cái dòng lăng phốt 500 thì nó cũng có rất là lâu rồi. Thì một số nhà vườn mình coi á, lúc trước mình coi một số nhà vườn bên Tiền Giang mà lúc mà 4 năm trước á, thì một số nhà vườn bên Tiền Giang đã sử dụng rồi, và nó hiệu quả rất là cao. Thì cái lăng phốt này á, hiện tại thì một số bà con thắc mắc á, là khi mà cái lăng phốt này chúng ta sử dụng á, thì nó có chứa bắc lo thì nó có ảnh hưởng gì không, đó là điều mà con quan tâm nhất. Thì như thế này thì đa số như là lăng phốt tôi chia sẻ là con á, thì nó sẽ có chứa bắc lo, nhưng mà cái lượng bắc lo này nó không có đáng kể là con. Thì nên tự chúng ta phun ra mầm mùa thận đó, chúng ta không đầy mũ thì nó nhiễu xuống lai ra hay nó cũng như thế thôi, không có sao cả. Quan trọng là chúng ta có quá trình mà chúng ta xử lý cái quá trình ra hoa, làm sao mà nó mùa thận sớm này nó ra hoa được tốt nhất thì nó không có ảnh hưởng cho chúng ta nhiều, chúng ta có thể sử dụng thêm con. Tại cái lăng phốt này cái ưu điểm của nó là ăn nhanh, nhưng mà đối số mình khuyên với một số nhà vườn á là đối với nhà đã đủ rồi, đủ lực rồi, còn mà một số nhà vườn mà chúng ta cái hơi thiếu lá yếu đó thì chúng ta sử dụng cái lăng phốt này chúng ta phải canh cái liều lượng cho chính xác các bà con, để nó tránh ít ảnh hưởng tới dàn lá trong diện chúng ta hơn. Thì thông thường á, một cây sầu riêng mà 4 đến 1,5 đến 5 năm á, thì mình cho bón từ khoảng là 1,5 đến 2 kg là được các bà con. Thì cái ưu điểm của lăng phốt này á, thì ngoài nó tan nhanh ra thì chúng ta cũng ta rải á, thì cây sầu riêng chúng ta đối một số nhà vườn mà chúng ta canh cây đọt nó hơi trễ đó, chúng ta bón á, thì nó sẽ hấp thụ cũng rất là nhanh. Cho nên là một số nhà vườn hiện tại chúng ta sử dụng những năm trước thì mình thấy bà con sẽ ít sử dụng cái lăng phốt, nhưng mà hiện tại thì 2-3 năm nay thì bắt đầu bà con mình thấy là hiệu quả rất là cao. Chúng ta sử dụng đúng cái liều lượng á thì nó cũng sẽ không có gây ảnh hưởng tới dàn lá nhiều, và đặc biệt á, là khi mà chúng ta bón thì nó sẽ hiện tại nó hấp thụ được nhanh, ức chế cây tốt nha. Nếu mà một số nhà vườn muốn sử dụng lăng phốt á, ta có thể ra cửa hàng chúng ta kiếm á, dòng phốt 100 này sử dụng á, thì để chất lượng nha bà con. Thì chúng ta bón một lăng phốt xong, một số dòng lăng khác như là lăng quang điển hoặc là lăng thành nè, thì khoảng 7 đến 10 ngày á, thì khi mà cái lá sầu riêng chúng ta nó bóng nó dày lên á, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tạo mầm. Thì trước khi tạo mầm á, thì chúng ta hai cử thì chúng ta sẽ đầy mủ. Thì một số nhà vườn á thì thắc mắc là chúng ta sẽ sử dụng cái cây trắng này ở thời điểm nào và chúng ta về dàn lá như thế nào chúng ta gãy được các bà con. Thì khi mà chúng ta đã bón xong rồi thì khoảng 7 đến 10 ngày đó, thì khi đó cái lá sầu riêng của chúng ta thì nó đã bắt đầu bắt lăng, thì nó sẽ bóng nó dày lên, thì lúc này chúng ta sẽ tạo mầm hai cử. Thì một số bà con sẽ thắc mắc là trước khi đem mủ á, thì cái thời điểm nào bao nhiêu ngày có thể sử dụng cái kali trắng được, và sử dụng cái loại nào cho hợp lý, và cái liều lượng á bao nhiêu để chúng ta bón, để cho đừng nó gây ảnh hưởng tới cây rễ nhiều, để nó gây tình trạng là sau này sầu riêng chúng ta ở giai đoạn mà nuôi bông trái á thì nó sẽ cháy lá. Đó là vì con rất là sợ, thường thường mà con nhắc đến cái đi trắng thì thường thường mà con rất là sợ cháy lá. Thì cũng chia sẻ với con như thế này, thì ở thời điểm mà chúng ta muốn sử dụng cây đi trắng này à, thì cái thời điểm mà chúng ta bón cây đi trắng á thì đó là khi mà chúng ta tạo mầm cứu bột xong rồi,
thì lúc này cái lá một số trong vườn chắc chắn là một số lá trong vườn sầu riêng ta nó sẽ không có được đủ điều. Thứ hai là một số cây nó sung quá thì chắc chắn chúng ta sẽ ở cái mùa này á thì chúng ta sẽ bón cái kali trắng này vào. Thứ nhất là nó sẽ ức chế cái rễ sầu riêng ta lại. Cái thứ hai là một số vườn là cây quá sung mà là chúng ta cái nước trong mương chúng ta không quản lý được. Thì khi mình đi một số nhà vườn thì mình thấy là một số nhà vườn mà làm mùa thỉnh sớm làm mùa nghịch mà do là sử dụng một số máy bơm nó không có công suất không có đủ nên là bơm nước không có điều thì cái cây nó không có sừng lên được. Bà con thì bà con có thể sử dụng cái lá trắng này thì khi ta bón để nó ức chế cây lại, nó ức chế rễ sầu riêng ta lại không hấp thụ cái dinh dưỡng được thì lúc này nó sẽ không có xì đọt. Cho nên thường là mình sẽ cho nhà vườn bón là ở vừa tạo mầm cử một xong chúng ta bón kali trắng, đó là hợp lý nhất các bà con. Và chúng ta sử dụng cái kali nào, kali trắng loại dòng nào hợp lý và nó không ảnh hưởng tới cái rễ sầu riêng nhiều, nó không gây rễ lá. Thì thường mình sẽ cho nhà vườn sử dụng cái kali trắng là của con cò hay bà con. Đây là một kali trắng được nhập khẩu từ Philippines, nó chứa hàm lượng kali là 50% và 18% lưu huỳnh. Và đặc biệt cái dòng kali này thì nó sẽ không chứa clo, cho nên là chúng ta bón thì nó cũng sẽ không gây sốt rễ nhiều. Đó là do tại sao bà con thấy là cái kali trắng mà con đọc thì nó sẽ để là không gây cháy lá nha. Đó là do thứ nhất nó sẽ chứa thêm cái lưu huỳnh để hạn chế tình trạng cháy lá và nó sẽ không chứa clo ở những dòng kali trắng khác các bà con. Đặc biệt nó rất là tăng nhanh. Thì khi bà con cái dòng kali trắng của cò này bà con khá là dễ tìm, tại vì mình thấy một số nhà vườn miền Đông và lẫn miền Tây mình thì nó đều phủ rất là rộng thôi và nó đều rất là chất lượng. Tại vì mình cũng đi là năm trước là cho dù là thời điểm nắng gắt mà còn thấy năm trước nắng rất là dữ thì cái liều lượng mình cho rải là một cái vườn đó là thu trái vụ đầu là 4-5 rưỡi, vườn mỏng thon đó thì mình cho bón một cây là 300 gram. Thì cái kali trắng này thì chúng ta bón ở mà cái cử tạo mầm cử một cử hai này trước khi chúng ta đi mũ thì nó góp phần ức chế cái đọt non rất là tốt. Và còn đây một số cây vườn mà con thấy là nó quá sung đi, chúng ta nếu mà chúng ta một số cây vườn yếu đó chúng ta làm năm đầu á, mà con để ý là lỡ mà chúng ta mầm cử hai xong rồi và đọt nó đã ra búp rồi đó con, nó muốn xì đọt á mà chúng ta dằn ở trên không được á thì bắt buộc á chúng ta phải dằn cái kali trắng. Tại vì mình năm trước mình có kinh nghiệm một cái là một số nhà vườn bị vườn kế bên người ta không có làm đó con, chúng ta bị xả bọng ra cho nên nó ngập cái mương thì chắc chắn cái sầu riêng chúng ta nó đang ra dừa xiết như vậy mà có ngập nước vào thì chắc chắn cây nó xì đọt ha. Thì chúng ta cũng có thể bón thêm kali trắng này vào để nó ức chế rễ lại, nó không hấp thụ được nước nè, hấp thụ cái lượng dinh dưỡng lên á thì nó cũng sẽ giảm tình trạng đi đọt hết bà con, nó đi xì đọt rất là dữ. Và con ý là nếu mà chúng ta xiết nước rồi mà chúng ta để nước vào trong mương rồi á thì cái cây sầu riêng chúng ta nó sẽ xì đọt rất là dữ cho bà con. Chúng ta chỉ có trường hợp chúng ta đốt đọt thôi, nếu mà như vàng lá yếu nữa mà chúng ta đốt nữa thì chắc chắn là lá nuôi bông nuôi trái nó sẽ không có nổi nha. Và bà con cần lưu ý rất là nhiều nha bà con. Thì chúng ta đã nói về cái đăng phốt rồi, chúng ta sử dụng và chúng ta đã nói về cái cách sử dụng cái kali trắng rồi. Thì chúng ta sẽ nói cái cách mà đối với một số vàng lá yếu á thì chúng ta sẽ xử lý cái như thế nào ấy bà con. Đặc biệt là bà con hiện tại á là quan tâm đến vấn đề là chúng ta sẽ tưới cái lăng hai chiều như một số dòng như là Alifort, Herifort là một số dòng lăng hai chiều khác để chúng ta tưới ở giai đoạn trước khi đi mũ á để nó kích kháng cái rễ sầu riêng chúng ta, để khi mà chúng ta tưới giai đoạn này á thì cây sầu riêng chúng ta nó chuyển hóa nè. Thứ nhất là nó sẽ kích kháng cây sầu riêng chúng ta, nó kháng được nấm bệnh nè, cái bầu rễ khỏe nè, và thứ hai thì nó cũng góp phần là một cái lượng lăng chúng ta làm được tốt hơn. Thì bà con lưu ý đối với một số vàng lá yếu thì thông thường mình thấy là mình thì thường khi mà mình đi kỹ thuật thì đối với một số vàng lá yếu thì khi sau khi mà gãi lăng tầm 5 ngày thì mình sẽ cho tưới một cái cử lăng hai chiều như là cái Herifort này. Thì để tưới để làm gì bà con? Thì thứ nhất là nói một số vàng lá yếu đó thì mà chúng ta tạo mầm mà chúng ta để mũ thì chắc chắn nếu mà cái tiếng nó không có được như ý muốn thì nó sẽ gây tình trạng là nó để chúng ta nó bị suy, nó bị cháy đi, nó bị cháy bộ rễ. Và thứ hai nữa là chúng ta tạo mầm nhiều quá thì chắc chắn là lá chúng ta nó sẽ suy yếu. Thì để mà chúng ta tưới cái lăng hai chiều này, thứ nhất là chúng ta tưới xuống thì nó sẽ kích kháng rễ thiên nhiên chúng ta. Thì khi mà chúng ta gãi lăng xong rồi thì chúng ta tưới cái lăng hai chiều này thì ở thời điểm mà sau đến 5 đến 7 ngày chúng ta bón lăng thì thời điểm này chúng ta vẫn còn tưới nước nè, thì cái cây cái bầu rễ thiên nhiên ta nó sẽ hấp thụ được điều và cái lượng lăng trong đây nè nó cũng sẽ lưu dẫn rễ nè, thân lá luôn, thì bắt đầu cái sự chúng ta nó sẽ khỏe hơn và nó cũng sẽ làm cái dàn lá. Mà con ý là chúng ta tưới, chúng ta kết hợp lăng hai chiều nè, chúng ta kết hợp cái lăng nữa
thì khi nữa cái lá chúng ta nó rất là xanh, rất là dày. Thì sau này á, chúng ta mầm mắt là chúng ta đậy mũ mà lỡ cái thời gian mà nó hơi dài chút xíu á, thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng cái dàn lá nhiều ha bà con. Và đặc biệt á, thêm một cái điều nữa thì ở cái khi mà cái Herofrost này mà lỡ một số người dùng chúng ta sử dụng cái ly trắng ngay giai đoạn mà trước khi đi mũ đó, thì chúng ta có thể kết hợp chúng ta tưới thêm cái Herofrost này để chúng ta giảm cái tình trạng rễ chúng ta nó bị sốt rễ bà con. Khi mà chúng ta ức chế nhiều quá, chúng ta bón cái ly trắng hơi nhiều đó, thì nó cũng sẽ giảm cái tình trạng trái rễ rất là hay, và nó sau này cái đầu tiên chúng ta nó cũng rất là khỏe. Thì sau này chúng ta chỉ cần giảm ở giai đoạn mà chúng ta ra một điều rồi chúng ta giảm mũ á, thì chúng ta cũng dinh dưỡng lên á, thì cái sự chúng ta nó sẽ bắt được liền ha, và sau này nó giảm tình trạng, và sau này nó sẽ giảm cái tình trạng cái lát rất là nhiều.